Cầm voi vụt chó. Tìm ngay, ồn ào quá đi. Sao các bạn đó không trốn khỏi người chủ tàn nhẫn này đi? Thật đáng thương. Người chủ tàn nhẫn và những chú chó đáng thương. Luật nhân quả, rồi có ngày ông ta sẽ phải nhận lấy trái đắng mình tạo ra. Lũ chó thật đáng thương, chẳng lẽ không ai có thể cứu giúp chúng? Gửi cho các em trái tim này, hãy dũng cảm lên. Tao sẽ giúp đồng loại của mày có cuộc sống tốt đẹp hơn, Su à. Cậu kia, chụp cái gì đấy? Đây chính là lão chủ tàn nhẫn. Nhìn cái mặt đã thấy dã man. Tẩy chay lão ta cho hết cái thói ngược đãi động vật đi. Mùa hè như thế này là mát nhất rồi. Sạch sẽ không rụng lông, cũng không có bọ nữa. Giá như ngày nào ông chủ cũng vui vẻ như này nhỉ. Ông chủ, tôi cũng muốn. Dạo này có một em chó xinh đẹp hay đi dạo qua đây. Lần nào em ấy cũng nhìn tao. Mày lại tưởng bở rồi. Xấu như ma ai thèm để ý. Tao là chó, tao có thể xấu như chó, chứ đã chết đâu mà bảo xấu như ma. Chúng mày bớt giỡn đi còn trong nhà. Mà thôi, tao chơi cùng với bọn ăn hại. Tao làm việc chưa đủ vất vả sao mà còn đi bậy ra bắt tao dọn thế hả? Ông là đồ tàn ác. Cậu bị điên hả? Với người nhẫn tâm này, chúng ta không nên mua hàng của lão. Cho giải thể cái xưởng luôn. Ác giả ác báo. Anh thư thư cho tôi vài bữa, chứ dạo này hàng bán ế ẩm, tôi cũng không có cách nào để trả cho anh được. Mau mở cửa, trả tiền đây. Mau mở cửa. Đồ khốn, trả tiền đây. Mau mở cửa. Hãy ngăn cản chủ nợ, bảo vệ ông chủ. Anh em phải giữ xưởng, không cho họ cướp đồ của ông chủ nha. Lấy hết đồ bán trừ nợ đi. Ôi, đau quá. Hình như tao gãy xương sườn rồi. Ông chủ đi đâu mà sao không đến vậy? Chúng mày ăn đi. Đây chắc là lần cuối tao cho chúng mày ăn. Cô là người thường đi qua xưởng gỗ chúng tôi trước đây. À, cậu được tự do rồi à? Vui quá, cậu chủ tôi đã giúp các cậu cho lão chủ giả mang một bài học đó. Thì ra là mấy người. Các người có biết là chính mấy người đã đẩy chúng tôi đến con đường trở thành chó hoang một lần nữa không? Ông ấy là người duy nhất thương và đưa chúng tôi về xưởng. Ông ấy là người duy nhất nuôi chúng tôi. Giờ chúng tôi không có tin tức gì về ông ấy. Và đám chó chúng tôi thì mỗi đứa tan tác một nơi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chúng tôi chứ? Thì ra là vậy. Tôi thật lòng xin lỗi. Chiếc quạt cám dỗ. Ngày xưa, trên thiên đình có một nàng hạc nổi tiếng là xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Thế nhưng nàng hạc lại có tật xấu là chuyên đi dụ dỗ các nam thần tài năng và đã có vợ. Nàng hạc ơi, ta nhớ nàng quá. Thiết cũng vậy, nhưng còn vợ chàng thì sao? Chàng có nhớ bà ta không vậy? Ta chỉ nhớ nàng thôi, làm gì có ai khác chứ. Bà ấy già xấu thế, ai mà thèm nhớ chứ. Sự việc bị các tiên nữ bắt gặp và tố giác lên Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng đã vô cùng nổi giận và phạt nàng hạt bị thiêu trong hỏa diệm. Kẻ lẳng lơ kia, ta đã cảnh cáo nhà ngươi bao nhiêu lần rồi, bây giờ thì tội lỗi của ngươi không thể nào dung thứ được nữa. Ngọc Hoàng, xin người hãy trừng trị cô ta thật thích đáng. Hãy để cô ta và tất cả những kẻ như cô ta không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa. Đúng vậy, thưa Ngọc Hoàng, phải trừng trị, không thì cả thiên đình ta sẽ rối loạn. Nào bay đâu, hãy ném kẻ lẳng lơ kia vào hỏa diệm cho ta. Không, xin Ngọc Hoàng tha tội, xin Ngọc Hoàng tha tội. Không, không. Nhưng may thay, nhờ được một trong những người tình cũ cứu thoát. Nàng Hạc, nàng có sao không? Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Ta vẫn còn sống sao? Đúng vậy, nàng vẫn còn sống. Là ta đã dùng phép thuật hóa giải nhiệt độ của ta để cứu nàng đó. Cảm ơn chàng. Nhưng còn bộ cánh xinh đẹp của ta, làn da mịn màng của ta, tất cả giờ như thế này sao? Trời ơi, nàng còn nghĩ đến việc đó sao? Sống được là may mắn lắm rồi. Thế giờ ta phải sống ra sao đây? Hãy trốn ngay xuống hạ giới đi, cung đình này không còn trốn dung thân cho nàng đâu. Nam thần à, chàng thật tốt đã cứu thiếp, chàng sẽ đi cùng thiếp chứ? Không, ta phải ở lại với vợ con ta, làm sao đi cùng nàng được chứ? Chàng hứa sẽ yêu và bên thiếp trọn đời mà. Chàng bảo chàng không còn yêu thương gì mụ vợ già xấu xí của chàng mà. Thật ra nàng ấy cũng không quá xấu, và nàng ấy là vợ của ta, mẹ của các con ta, còn danh dự của một vị thần. Xin lỗi nàng, cứu được nàng thế này là hết sức của ta rồi. Chàng thật là... Thôi được, vậy hãy dùng phép thuật quyền năng của chàng để giải thoát ta xuống dưới hạ giới đi. Thế rồi, nàng Hạc từ bỏ thiên đình để bắt đầu cuộc sống mới dưới dương gian. Cô ơi, cô chỉ cho tôi đường về làng thượng được không ạ? Trời ơi, sao làng này lại có cô gái xinh đẹp như một nàng tiên đến vậy chứ? Làng ngay lối kia thôi, tôi cũng đang cần về làng thượng. Liệu có thể đi nhờ chàng có được không? Được, để ta dìu nàng lên xe. Xuống dưới dương gian, nàng Hạc chẳng thay đổi tính tình, vẫn quen thói cũ. Chẳng bao lâu sau, nàng Hạc nổi tiếng cả vùng vì xinh đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm, chuyên đi quyến rũ đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông giàu có đã có gia đình và những thanh niên trẻ khỏe, đẹp trai, vạm vỡ. Cho tới một ngày. Hôm nay thì bà bắt được tận tay rồi nha. Nàng Hạc bị dân làng tẩy chay và đuổi vào rừng. Từ đó, nàng Hạc sống một mình. Thời gian sau. Là một nam nhân vô cùng tuấn tú, sao mà chàng ấy lại đẹp trai và phong độ như thế chứ? Suốt cả năm nay mới được xuống núi, không biết bà con trong làng thế nào rồi, nhưng chắc họ vẫn khỏe cả thôi. Vì lần này ta cũng là xuống để phát thuốc định kỳ cho bà con trong làng, và nếu có ai mang bệnh thì đều có người lên núi tìm thầy trò mình ngay mà. Con chào cụ ạ. Thuốc của cụ đây ạ. Cụ nhớ uống khi ấm nha. Còn đây là thuốc của cháu đây ạ. Thuốc này được sắc từ 2 loại rễ trên núi và 3 loại hoa, chỉ có vào mùa đông thôi. Thuốc quý và tốt lắm. Chị nhớ dặn cháu uống ngày đúng 3 bát nha. Thuốc của cậu ấy tốt lắm ạ. Tôi đã uống mấy lần đều khỏi ấy. Cậu ấy là học trò cưng của lão sư đấy. Ôi trời ơi, giá mà tôi gả con gái cho cậu ấy thì tốt biết mấy hen. Trời ơi, bà không biết gì sao? Hả? Chuyện gì? Cậu ấy đã có vợ và con nhỏ.
cậu ấy lên học sư cũ trên núi nghề bốc thuốc được 2 năm. Khi nào thành tài, cậu ấy sẽ trở về để bốc thuốc cho dân làng đấy. Hả? Vậy sao? Trời ơi, tiếc quá trời à. Cậu ấy vừa khôi ngô tuấn tú, lại ngoan ngoãn giỏi giang, quả thật là một chàng trai hoàn hảo. Ôi trời ơi, những chàng trai hoàn hảo đâu có thừa nhiều thế chứ. Đúng thế, con gái tôi nhiều người theo đuổi lắm, nhưng chẳng ai được hoàn hảo như chàng trai này. Nghe lão sư nói cậu ấy sẽ còn phải học thêm 5 năm nữa mới có thể thành tài. Thì ra chàng ấy là một thầy thuốc, quả thật là hiếm có. Khi vừa có người tuấn tú lại thông minh như vậy, thật đúng với ý mình. Chỉ tiếc là đã có vợ, nhưng cũng chẳng sao. Mấy người kia quả là nói rất đúng. Sắp mưa rồi, phải nhanh chân về lại núi báo cáo tình hình với sư phụ thôi. Cơ hội đây rồi. Trời ơi, nước suối đã dâng cao, không thể băng qua được rồi. Đành đi đường vòng vậy. Không khéo bị trật khớp mất rồi. Đau quá. Có nhà ở nơi heo hút này sao? Mình thử vào xin chú chân một chút vậy. Có ai ở nhà không? Ồ, anh bị ướt hết cả rồi. Mà hình như anh cũng bị thương rồi phải không? Mau vào nhà đi. May quá, không phải trật khớp, chỉ bị đau một chút thôi. Mời anh uống ly trà cho ấm người. Cảm ơn cô đã cho tôi trú chân nhờ nơi đây. Nhưng chẳng hay giữa chốn rừng núi này, cô chỉ ở đây có một mình thôi sao? Dạ vâng, chẳng giấu gì anh, cha mẹ tôi mất cũng được một thời gian, tôi làm nghề bốc thuốc, giờ cũng chỉ có một mình nên tôi chuyển vào đây ở cho tiện. Mỗi lần có thuốc xong tôi lại trở về làng phía đông. Cô làm nghề bốc thuốc ư? Tôi cũng vậy, tôi là Trần Nam. Còn cô là... Dạ, em tên là Hạt Nhi ạ. À? Ôi, cái tên đẹp quá, tên đẹp như... như người vậy. Dạ. Hạt Nhi, em cũng thích chơi cờ ư? Trong lúc chờ trời tạnh, tôi có thể chơi cùng em một ván cờ được không? Anh cũng thích chơi cờ sao? Chàng ấy là một người vừa thông minh, ấm áp, lại tuấn tú nữa. Ở bên chàng ấy thế này thì quả thật chẳng còn gì bằng. Trời đã tạnh mưa từ bao giờ và tối thế kia rồi sao? Sao thời gian trôi qua nhanh vậy chứ? Muộn quá rồi, tôi về nha. Chàng ta đi về như vậy, biết khi nào sẽ quay lại đây? Phải khiến chàng ấy nhớ mong ta ngày đêm mới được. Sau buổi gặp Hạt Nhi hôm ấy, Trần Nam về núi, nhưng tâm hồn lúc nào cũng mơ màng, không thể tập trung học hành. Người thầy của Trần Nam thấy vậy, vô cùng ái ngại, nhưng cũng không gặn hỏi được nguyên do từ đâu. Trần Nam, lão Kim dưới làng bị ốm khá nặng, con xuống xem tình thế thế nào, bắt bệnh cho lão Kim nha. Nhưng gần đây ta thấy con khát khát, liệu con có đi được không? Dạ thưa thầy, con không sao ạ. Con đi được, thầy cứ để con đi đi ạ. Thầy Phúc ơi, Trần Nam ơi. Thưa thầy, xin thầy xuống thăm bệnh cho lão Kim trong làng với. Bệnh tình của lão trở nặng quá rồi. Trần Nam đã xuống núi từ chiều rồi cơ mà. Chúng tôi có thấy ai đâu. Chúng tôi chờ mãi mà lão Kim giờ đang rất khó thở, mê man không còn biết gì nữa. Vậy sao? Chết thật. Vậy để ta đi ngay. Giờ cũng đã muộn, ta xin phép cáo từ. Ta phải xuống làng thăm khám cho lão Kim cho kịp giờ. Chàng ở thêm một lúc nữa với ta đi. Hôm nay ta thấy trong người mệt quá. Nàng ốm sao? Thiếp ốm vì nhớ chàng đây này.
Hạc Nhi, nàng, nhưng mà ta, nàng có biết rằng ta đã có vợ và có con rồi? Thiếp chẳng biết gì hết, chẳng muốn biết gì cả. Thiếp chỉ biết rằng thiếp rất nhớ chàng và muốn ở bên chàng mãi mãi. Xin chàng hãy ở lại đây cùng với thiếp đi. Tốt rồi, cơn nguy kịch đã qua, lão yên tâm nha. Thầy Phúc, lão Kim. Trần Nam, con xuống núi từ chiều qua mà đã đi đâu, giờ mới đến đây thế? Nếu không phải ta xuống kịp thì lão Kim đã mất mạng rồi. Dạ con, con lấy chiếc quạt này ở đâu? Dạ thưa thầy, là của một cô gái cũng làm nghề bốc thuốc sống trong rừng ạ. Cô gái bốc thuốc trong rừng ư? Lạ nhỉ, làm gì có cô gái nào bốc thuốc trong rừng sâu núi thẳm thế này chứ. Cô gái đó tên là gì? Dạ cô ấy tên là Hạc Nhi. Hạc Nhi? Vâng, Hạc Nhi ạ. Chắc chắn là vậy rồi, không thể sai được. Đây đúng là dấu hiệu của con Hạc Nhiễu Nhương quấy rối làng xóm ngày trước. Chính nó đã đi quyến rũ những người đàn ông giàu có đã có vợ và những thanh niên trẻ đẹp nhất của làng này. Ai bị nó quyến rũ cũng có cái quạt có khắc hình như thế này nè. Không thể như vậy được, đó là cô gái vô cùng đáng thương và hiền lành. Cha mẹ cô ấy mất cả rồi nên mới vào rừng để tiện làm nghề bốc thuốc thôi. Bấy lâu nay con chểnh mảng học hành, tâm trí lúc nào cũng treo trên mây. Hóa ra vì chuyện này sao, Trần Nam? Con đã có vợ và con nhỏ, họ đang ở quê nhà chờ đợi con. Rồi cả chuyện con mãi mê vì cô gái đó mà đi mất khúc từ hôm qua để lão Kim nguy kịch. Con có hiểu hết những chuyện đó nguy hiểm nhường nào không? Thưa sư phụ, nhưng mà con làm gì có gì với cô gái đó đâu chứ. Con đừng nói dối ta nữa. Con chưa từng bao giờ như thế này trong suốt 2 năm qua. Con đã từng làm trò ngoan và giỏi nhất của ta, vậy mà giờ đây con lúc nào cũng nhớ quên quên, rồi còn bỏ cả lão Kim bệnh nặng trong đêm. Ta không đến kịp thì lão có lẽ đã chết rồi. Là một thầy thuốc, đó là một tội ác, là điều không thể chấp nhận được. Sư phụ, con biết con có lỗi lớn, con xin hứa sẽ không bao giờ để chuyện này tái phạm nữa. Nhất định phải đuổi bằng được con Hạc này đi thì mới yên được. Đúng đó, con Hạc này vốn sợ lửa, nói lý lẽ không được thì chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh vậy. Đi thôi, đuổi nó đi. Hả? Thực hư còn chưa rõ thế nào mà mọi người định truy đuổi Hạc Nhi ư? Không thể để như vậy được. Trần Nam, con đi đâu vậy? Con Hạc quỷ quyệt kia, mau ra đây. Kìa, các anh đừng kích động quá, dù gì nàng ấy cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi mà. Đến cả thầy Phúc đã có lời rồi, vậy mà cậu vẫn không tin sao? Trần Nam, cậu đúng là bị mê hoặc quá nhiều rồi. Nhưng các người định làm gì cô ấy chứ? Cô ấy có làm gì nên tội đâu. Tránh ra đi, tránh ra. Con Hạc yêu tinh kia, mau ra đây. Kìa, mọi người có chuyện gì mà kéo đến đây ôm sòm thế? Ngươi còn định giở trò ư? Đừng làm thế, cô ấy sẽ chết mất. Trần Nam, hãy cứu em với. Hạc Nhi, các người không được hại cô ấy. Các người thật đáng ghét. Không. Hả? Hạc Nhi. Lẽ nào? Không thể nào. Hạc Nhi, trời ơi. Trần Nam, con à, thầy đây. Trần Nam, tỉnh dậy mau. Chắc cậu ấy trúng độc của con Hạc yêu tinh ấy rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ qua khỏi. Vậy là con đã tỉnh rồi, dậy rồi. Thầy trò ta lên núi thôi con. May quá cậu ấy đã tỉnh rồi. Vâng, thưa thầy.
thoát khỏi bồ mê của con hạc lẳng lơ. Trần Nam vô cùng hối hận. Còn con hạc thì chẳng bao lâu sau, khi trốn xuống trần gian, cũng bị Ngọc Hoàng phát hiện, nên đã sai người đi bắt về chịu tội. Lại nói về Trần Nam, để không quên sự bồng bột và tội lỗi của mình, Trần Nam đã giữ lại chiếc quạt của nàng hạc và luôn mang theo bên mình. Và chiếc quạt kia chính là thứ luôn nhắc nhở Trần Nam rằng trong đời ai cũng sẽ gặp vô vàn sự cám dỗ, và đặc biệt với nam nhân thì sự cám dỗ lớn nhất chính là nhan sắc và sự yếu mềm của nữ giới. Và muốn có được thành công thì cần phải vượt qua được sự cám dỗ ấy. Quạt xanh, quạt đỏ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một lão quý tộc vô cùng giàu có, sống trong một ngôi nhà rộng rãi, của nã chất đầy. Ruộng đất của lão nhiều không đếm xuể, còn trâu bò cũng phải đến cả trăm con. Giàu có là vậy, nhưng lão đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà rất tệ bạc. Lão thường xuyên bắt họ làm việc nặng nhọc, vất vả sớm khuya. Làm việc khổ sở là vậy, nhưng bữa cơm của họ rất đạm bạc, ăn không đủ no. Lão làm nhanh cái tay lên, trong ngày hôm nay là lão phải chất đầy cái kho củi đấy, biết chưa? Nhưng thưa ông, bên ngoài trời đã tối, lại đang mưa to, có thể chờ đến mai làm nốt được không ạ? À? Lão còn dám cự cãi à? Ta không cần biết mưa gió ra sao, nói trong ngày hôm nay, lão phải làm xong cho ta. Nếu không, thì ta sẽ cắt cơm, bỏ đói cả nhà lão. Cơm gạo nhà ta có phải cát sỏi đâu mà cho không gia đình lão được chứ? Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Vậy là không còn cách nào khác, ông lão đành xách chiếc rìu vào rừng để kiếm củi. Đường rừng đã tối, trời lại mưa to. Ông lão khốn khổ, than thở cho thân phận hẩm hiu của mình. Ôi trời ơi, khốn khổ cái thân tôi, sao lưng của tôi lại đau đến thế này chứ? Này ông lão, xin ông đừng chặt cây nữa được không? Hả? Nhà ngươi là người hay quỷ vậy? Ta là quỷ, nhưng ta sẽ không làm hại gì ông đâu. Chỉ xin ông đừng động đến cái cây này. Không được, nếu ta không chặt đủ số củi chất đầy kho, ta sẽ bị ông chủ phạt mất. Không chỉ ta, mà cả gia đình ta, vợ con ta đều sẽ chết đói, chẳng còn gì mà ăn. Mà vợ con ta giờ đang đói khổ lắm rồi. Sau khi từ chối con quỷ, ông lão lại tiếp tục vung rìu lên đống cây. Cái cây này là nhà của ta, xin ông đừng chặt nó. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng chẳng muốn chặt cái cây làm gì. Nhưng nếu không chặt, ta và cả nhà ta sẽ chết đói mất. Người có làm gì giúp được chúng ta không? Thôi được rồi, nếu ông không chặt cây, đổi lại ta sẽ tặng ông hai chiếc quạt thần, có được không? Quạt thần ư? Đúng vậy, ta có hai chiếc quạt mang phép thần kỳ. Phép thần kỳ ư? Phải rồi, nếu nó có phép thần kỳ thì nó có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Màu nhiệm giống như bao câu chuyện ta vẫn hay nghe, có thể nó sẽ khiến thay đổi toàn bộ cuộc đời của ta ấy chứ. Vậy hãy mau mau đem chiếc quạt thần ra đi và cho ta xem phép màu nhiệm của nó xem nào. Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra mà ông lão chưa từng thấy bao giờ. Ông lão tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây, chiếc quạt này là của ông. Và ông nhớ nha, quạt đỏ sẽ khiến mũi dài ra, còn quạt xanh sẽ giúp mũi thu ngắn trở lại. Hay quá, chúng có thể làm mũi dài ra và ngắn lại ư? Quả thật là điều kỳ diệu. Đúng vậy, hai chiếc quạt này ta tặng cho ông, hãy dùng nó vào việc có ích nha. Đừng, ông đừng dùng bừa bãi thế này, nó sẽ làm mũi của tôi dài ra đấy. Lão quên mất, lão chỉ định thử cái quạt một chút thôi. Thà xưa nay thật thà, không nói dối ai nửa lời.
ông cứ tin vào phép thuật của nó đi. Được rồi, ta tin ngươi. Hai chiếc quạt này đúng là thần diệu, nhưng nó không thể biến ra cơm gạo, là thứ cần nhất cho nhà ta bây giờ. Quạt thần thì có ích lợi gì cơ chứ? Không, ta vẫn phải tiếp tục chặt cây thôi. Ông lão ơi, ông có thể đổi hai chiếc quạt đó để lấy rất nhiều tiền. Chỉ xin ông đừng chặt mất nhà của ta. Ta đã sống ở đây rất lâu rồi. Đổi được rất nhiều tiền ư? Đúng vậy, trên đời làm gì có ai có cái quạt màu nhiệm vậy chứ. Hãy đem nó đổi với những người giàu có đi, ông sẽ nhận được rất nhiều tiền. Thôi được rồi, ta sẽ không chặt cây nữa. Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều. Nè, sao lão đi bao lâu mà giờ về tay không thế hả? Củi của ta đâu? Thật là một lão già lười biếng vô dụng mà. Thưa ông, khi tôi đang chặt cây thì có một con quỷ hiện ra, van xin tôi đừng chặt và biếu tôi hai chiếc quạt thần này. Quạt đỏ có thể làm cho mũi dài ra, còn quạt xanh giúp mũi trở lại như cũ. Chà chà, nếu quả thật đúng như lời ông ta nói thì ta có thể kiếm bộn tiền từ hai chiếc quạt này rồi. Ông đừng có bịa chuyện để gạt ta. Ông định lấy cái cớ để trốn việc phải không? Nếu ông không tin thì tôi sẽ làm thử cho ông xem. Dừng lại ngay, ông kia, cái mũi của ta, lão già chết tiệt kia, có dừng lại ngay không thì bảo. Được rồi, mũi của ông sẽ ngắn lại ngay thôi. Giờ ông đã tin lời tôi nói rồi chứ ạ? Đúng là hai cái quạt thần kỳ, ta muốn là chủ nhân của chúng. Nào, lão hãy nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì ông đổi cho ta hai chiếc quạt này. Tôi không tham số tiền không phải của mình, tôi chỉ muốn có một mảnh đất để cả gia đình có thể trồng trọt, kiếm sống qua ngày thôi. Được, ta đồng ý. Nhất lão đấy nha, được hẳn mảnh đất, quá hời còn gì, là ta thưởng cho lão đấy. Có hai chiếc quạt thần trong tay, ta sẽ không chỉ có tiền bạc mà còn có cả chức tước nữa. Lão bèn mời một viên quan đại thần trong triều tới nhà, bày mưu tính kế, những mong có được một chức quan trong triều. Hôm nay ông mời ta đến đây có việc gì thế? Thưa quan lớn, chả là con có chuyện này muốn bàn với quan lớn. Được, kế hay. Việc chuẩn bị tiếp đón các nước lân bang, Khanh đã chuẩn bị chu đáo hết chưa? Dạ thưa bệ hạ, mọi việc thần đã lo liệu xong xuôi rồi ạ. Tốt lắm. Chà, hôm nay trời oi bức quá. Trong lúc nhà vua không để ý, tên quan đại thần nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt về phía nhà vua. Chiếc mũi của nhà vua cứ thế dài ra dần. Trời ơi, chiếc mũi của ta làm sao thế này? Trời ơi, sao tự dưng mũi của bệ hạ lại dài ra thế này? Không biết có phải điềm báo gì không? Trong cung xảy ra sự lạ lùng quá. Mau truyền thái y đi. Chiếc mũi tự nhiên dài ra khiến nhà vua vô cùng suy sụp, không dám ra ngoài. Nhà vua nằm lì trong phòng, xấu hổ và đau khổ trước sự việc kỳ quái xảy ra đến với mình. Căn bệnh này mới lạ lùng làm sao? Thần quả thật bó tay, không biết làm sao có thể chữa được cho người. Đường đường là thái y mà không chữa được bệnh. Thử hỏi mấy ngày tới, ta còn mặt mũi nào gặp mặt sứ giả các nước lân bang nữa. Mang ra xử trảm cho ta. Xin bệ hạ tha mạng. Thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy ngu dẫn. Thần tin là sẽ có thầy cao tay, có thể chữa được bệnh cho người. Xin người hãy trao thưởng thật lớn, ban cho chức tước vàng bạc, cho lính đi rao trong dân chúng đi. Khanh hãy làm ngay đi,
bằng mọi giá phải chữa cho mũi ta phải ngắn lại như trước. Vậy là các thầy lang từ khắp nơi đổ về cung vua, nhưng ai cũng đành bó tay trước căn bệnh lạ lùng. Chiếc mũi cứ dài cả gang tay, khiến nhà vua vô cùng lo lắng và khổ sở. Thưa bệ hạ, thần đã tìm được một vị thần y có thể chữa được bách bệnh. Bệnh của người có hy vọng chữa khỏi rồi. Thật vậy sao? Khanh hãy mau bảo thần y đó chữa bệnh cho trẫm đi. Lão quý tộc giở chiếc quạt xanh trên tay, giả vờ nhảy nhót, múa qua múa lại làm phép trước mặt của nhà vua. Tức thì chiếc mũi nhỏ dần lại, khiến nhà vua vô cùng sung sướng. Mũi của ta trở lại bình thường rồi. Quả đúng là thần y cao tay. Nhà vua rất hài lòng với cách chữa bệnh của lão quý tộc. Người thưởng cho lão rất nhiều bạc cùng chức quan lớn trong triều. Còn Khanh đã có công tìm được thần y về chữa bệnh cho trẫm. Trẫm sẽ thăng chức quan cho Khanh. Tạ ơn bệ hạ. Nhà vua không hề biết rằng ẩn đằng sau mọi chuyện là một âm mưu vô cùng nham hiểm. Dạ, còn đây là phần của hạ thần, mong ngài nhận cho. Có thế chứ, nhờ có ta thì ngươi mới có được như ngày hôm nay. Giờ đây, lão quý tộc đã trở thành người giàu có nhất vùng. Thêm vào đó, chức quan trong triều cũng mang lại cho lão vô số bổng lộc. Tất thảy mọi thứ trên mặt đất này, đất đai, tiền bạc, địa vị, ta đều đã có trong tay. Duy chỉ có trời là ta chưa lên được. Nghe nói trên trời có nhiều sơn hào hải vị. Thôi thì không lên được cũng ngửi một chút hương vị xem thế nào. Không biết nếu ta dùng chiếc quạt đỏ quạt liên tục thì chiếc mũi có thể vươn dài đến tận trời cao không ta? Ta phải thử quạt xem sao. Nghĩ vậy, lão liền cầm chiếc quạt đỏ quạt liên hồi. Chiếc mũi của lão cứ thế vươn dài ra, đâm thẳng lên trời cao. Cái gì mà đâm thủng cả trời thế này? Các người hãy trói ngay cái vật dị hợm này vào cột cho ta. Ôi da, cái mũi của ta đau không tả nổi, cứ như có ai bóp chặt nó vậy. Lão vội lấy chiếc quạt xanh quạt liên tục để chiếc mũi thu nhỏ như lúc đầu. Có điều lão không ngờ tới là chiếc mũi đã bị cột lại nơi thiên đình. Nên khi nó co lại, lão quý tộc bất đắc dĩ bị kéo lên trời. Cứu tôi với! Chả mấy chốc, lão đã lên tới thiên đình, trước con mắt ngạc nhiên của Ngọc Hoàng và các thiên binh. Hạ dân tội đáng muôn chết, xin Ngọc Hoàng nể tình tha tội cho. Người ở dưới hạ giới, bày trò lừa người ra sao, ta đều biết cả. Nay còn dám đâm thủng trời, quấy phá thiên cung. Ngươi sẽ phải mang theo chiếc mũi dài cả đời vì những tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Để trừng trị tội lỗi mà lão quý tộc đã gây ra, Ngọc Hoàng đã làm phép biến lão thành con thú ăn kiến mũi dài, suốt ngày lủi thủi kiếm ăn nơi gốc rừng. Vậy là lão đã phải trả giá cho lòng tham vô đáy của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!